Xin chào tất cả các bác ạ, chào mừng các bác đã trở lại với kênh của anh Vinh Target Web. Trước tiên rất cảm ơn các bác đã quan tâm ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Ngày hôm nay thì em xin giới thiệu với em một cây kính, đó là Boule đòn gánh bọc vàng của Pháp, sản xuất thập niên 1950. Vâng, trước tiên em lên một cây, đó là cây Boule đòn gánh này. Cây này dáng giống hệt y hệt như số đòn gánh nhá. Cầu giữa thì nó có chuyện vuông và chữ M, đó là logo của hãng. Đó. Ở bên càng bên này nha, càng trái nha, nó có chữ Bole 135. Đó. Bole 135. Ở bên càng bên phải thì là thế này, là 135. Các bác nha. Chuôi ve còn trắng muốt. Kính thì nguyên zin toàn bộ rồi. Kính là rất mới và đẹp nhé. Size 52 các bác nhé. Dáng đòn gánh nhá. Các bác đang xem trên kênh Việt Anh Vinh Target Web, các bác có thể ấn đăng ký màu đỏ bên góc dưới màn hình để được cập nhật những video mới nhất và thường xuyên em hệ thống YouTube nó sẽ báo qua tin nhắn cho các bác. Các bác có thể nhìn thấy đó là cái dáng này là dáng đòn gánh nhá. Rất mới, rất đẹp, mới tinh đường tình 95% đến 95%. Đó. Càng bên trái là Bole Pokai. Các bác đang xem trên kênh với anh Vinh Target Web ạ. Các bác có thể đăng ký màu đỏ bên dưới màn hình để được cập nhật những video mới nhất và thường xuyên của em. Các bác nào ở Hà Nội có thể qua nhà em để xem kính, địa chỉ là ngõ 390 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội. Số điện thoại là 0916566826. Về giá của cái này thì dự kiến em ái một trong những dòng rất là hiếm, Boule đòn gánh của Pháp, sản xuất thập niên 1950 các bác nhá. Hồi sau các bác sẽ rõ. Còn mới tinh tinh tỉnh nguyên zin. Con này mới, rất là mới so với rất nhiều con trước. Thì con này làm cho con cực kỳ mới luôn. Giá cũng là 7 triệu 800 nghìn các bác nhá. Đấy, em đeo lại nữa để các bác thử nào. Các bác nào Hà Nội có thể qua nhà em để xem kính trực tiếp, có thể các bác có thể thấy được vẻ đẹp của cái kính và giá trị của cái kính hợp tình, hợp lý, hợp ví. Rất cảm ơn các bác đã xem video. Vâng, chào tạm biệt các bác nhé. Hẹn gặp lại phiên sau.